Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 lên tiếng trước thông tin hoãn tổ chức, fan sắc đẹp háo hức mong chờ. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 16 dự kiến tổ chức từ tháng 5 đến tháng 8. Trước thông tin cho rằng cuộc thi năm nay sẽ lùi ngày tổ chức vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, phía Hoa hậu Việt Nam 2020 khẳng định chưa có quyết định hoãn tổ chức cuộc thi mà căn cứ vào tình hình đối phó với dịch Covid-19 để có sự điều chỉnh thời gian phù hợp. Đây là thời điểm nhạy cảm khi cả nước đang dành rất nhiều tâm sức phòng chống dịch. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn quyết định hoãn cuộc họp báo lẽ ra phải tổ chức trong tháng 3 này. Về quá trình tuyển sinh và thời gian diễn ra các vòng thi của Hoa hậu Việt Nam, ban tổ chức cho biết, việc tiếp nhận đăng ký của các thí sinh vẫn tiếp tục, nhưng tổ chức cuộc thi như thế nào, vào thời điểm nào trong năm thì ban tổ chức sẽ căn cứ vào diễn biến cuộc chiến phòng chống dịch để quyết định. Thông tin hoãn tổ chức Hoa hậu Việt Nam khiến nhiều fan lo lắng vì top 3 thí sinh giành ngôi vị cao nhất sẽ không có đủ thời gian chuẩn bị dự thi nhan sắc quốc tế. Như vậy, các người đẹp có ý định tham gia Hoa hậu Việt Nam cũng như fan sắc đẹp quan tâm đến cuộc thi sẽ phải chờ đợi thông tin, lịch trình cụ thể được điều chỉnh theo tình hình đối phó với dịch Covid-19. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.